Bà đâu, ở đâu ấy bà? Đây á. Đây á. Đau lắm à? Cái này chắc không phải để đâu. Không phải chắc để đâu. Thế sao? Con đi lấy mía bán nhá. Bà ở nhà nhá. Em lấy mía. Chặt mía nhá. Đây đợi nhá. Quăng nhá.
không ừ đâu. Vâng mới giỏi nhá. À, vâng nhé, không ừ đâu nhé. À đi anh cho. À. À. À nói đi. Nói à. Cho anh cho. Xin à. Nói đi. À đi. À cho anh mới cho chứ. Ừ. Thế không à thì thôi. Ừ. Okay.
ăn mấy á? Cây bao nhiêu? Một cây 5.000 à? Chị lấy hết thì em lấy 15.000. Lấy nữa nè. Đấy em khắc thì ra cả quần, em không biết đái. Đái ra cả quần nhưng còn bực ai. Em có làm gì đâu. Về đây, quay về đây. Đấy ăn như thế chứ, không được dùng tay chứ. Đi đâu thế à? Ăn xong mình anh lấy rồi cho bà. Bà đỡ chưa? Đỡ ăn thử cái thằng này. Xem đứa lấy hai cái đi. Không lẽ không một cái rồi à? Bà ăn đi xong con làm xế rau làm việc các kiểu nhé.
bà lại không biết gì làm sao. Mai ông khỏi chắc phải đưa đi khám đấy. Em xem bị sao đấy. Ăn này. Ê, múc lên. Múc đi. Ê, ăn múc đấy. Múc thế đây. Đây chơi đi nhá. Còn một cái này cho em này, em đi chế rau. Đều mấy hôm lại được lấy đi bán. Thank you.
cả thằng tiên nó ăn được. Ném ra đây. Thank you.
Bà hẹn đứa ra chưa? Tạp ở đâu?